Trưa ngày 11 tháng 4, cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Hơn 5 phút trình bày trước tòa, ông Đỗ Hữu Ca hai lần nói vì lụy tình thương Trương Xuân Đức mà nhận 35 tỷ để tìm cách giúp người em. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng cho hay có nhiều năm công tác trong ngành pháp luật nên có hành vi sai trái thì sẵn sàng nhận. Tôi vô cùng hối hận vì Việt Nam. Tôi suốt cả một đời tôi không có vật, tôi chỉ đi tắt mặt trời, đi tắt của cuộc sống. Thế một cuối đời, là có một việc là vô thức vi phạm pháp luật. Để cái tình cảm của anh em nó cùng đi tắt cuộc sống, gây ra hậu quả làm ảnh hưởng lớn đến tình hình xã hội, ảnh hưởng uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật và mang hại cho bản thân mình. Điều đó tôi rất là đau khổ, mà cũng rất là nguyên tiếc, bởi vì một lần duy nhất trong cuộc đời vi phạm phạm tội lỗi phạm tội một lần duy nhất phạm tội và đúng cái thời điểm mà không còn thời gian để làm nữa. Thành thật xin lỗi đảng, xin lỗi nhà nước, xin lỗi chính phủ, xin lỗi ngành công an. Vì tôi đã không thực hiện được lời thề của tôi đối với đảng, với nhà nước, chính phủ và với ngành. Đấy là điều rất đau khổ. Và cũng tại đây, tôi xin có nhiều lời xin lỗi với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, người đã cứu mang cùng lòng và để tôi có những tình cảm rất tốt đẹp trong những năm qua. Nhưng tôi đã làm cho đảng bộ, nhân dân và chính quyền thất vọng của tôi. Đó là điều tôi vô cùng đau khổ, vô cùng đau khổ. Ông Ca nói và mong muốn tòa khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để trở về chữa bệnh cho mình, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cuối phần trình bày, ông Đỗ Hữu Ca xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng bị cáo Đức vì hoàn cảnh của người em nhiều khó khăn.